nguồn sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng các mem của Nhanh Trí Thôi. Hey yo, xin chào các mem đẹp trai xinh gái đến với một chiếc video ai thông minh hơn ngày hôm nay. Đố các bạn, một con gấu Bắc Cực nặng bao nhiêu kg? Đừng vội trả lời, vì mình cũng không biết. Nhưng mình biết, con gấu Bắc Cực đủ nặng để phá vỡ tảng băng lạnh ngắt giữa chúng ta đấy. Hi hi. Đó chỉ là một chút thú vị sương sương thôi, còn siêu nhiều câu đố hách não hoa mắt chóng mặt khác khiến đầu bạn nảy số và trở nên thông minh đột biến không ngờ tới nữa cơ. Thôi, không chần chừ nữa, vào việc luôn cho nóng nhé. Thanh niên cứng dựng đứng tên Pop, tưởng lặng câm mà nghịch ầm ầm, đang đứng trên một cái thang dài 25m. Chẳng hiểu kiểu gì, anh ta trượt khỏi thang và ngã trên mặt đất. Nhưng anh ta không chết hay bị thương nặng. Khó hiểu lần hai, các bạn có biết sao lại có chuyện hy hữu như thế xảy ra được không? Không phải tính toán gì mà khiến các thánh tưởng tượng lớp mình cũng phải bối ra bối rối các bạn ạ. Các bạn có đáp án là gì? Câu này mình đố một lần rồi nhưng chưa công bố đáp án. Đó là anh chàng Pop đang đứng ở bậc cuối cùng của thang. Thế mà cứ tưởng thanh niên có tuyệt chiêu gì cơ. Hóa ra là một pha xử lý đi vào lòng đất cực tròn. Lần kiểm tra mắt gần nhất của bạn cách đây bao lâu? Bạn nghĩ mình được đánh giá mắt 10 trên 10 có đúng không nhở? Hay đôi khi vẫn quáng gà, kiểm tra ngay chỉnh tính mắt và cái tầm hiểu biết của bạn để soi ra một ma cà rồng trong này đi. Không liên quan, cơ mà nếu giờ có ai đó inbox để tâm sự thì thật tuyệt vời biết mấy. Hình như chẳng bạn nào nhìn ra hay sao ấy, mình chưa thấy ai comment cả. Hay nhìn ra rồi mà giấu cái sự xuất sắc đấy. Cô gái mặc đồ truyền thống màu vàng đứng ở góc này, cô ấy để lộ rõ mồn một một túi máu kìa các bạn ơi. Ma cà rồng hay hút máu nha. Thả nhẹ một chiếc cảnh báo, cấm những tâm hồn mỏng manh yếu đuối nghĩ bệnh, khiến 90% người chơi nhìn ra một cái là tỉnh ngủ luôn nè. Ôi giời ơi, ảnh nóng bỏng mắt hay gì? Mình biết là bạn cũng nghĩ cái thứ mà ai cũng biết là cái thứ gì rồi đó. Nhưng cứ quan sát kỹ đi để coi tâm trí và khả năng soi của bạn thế nào. Thế là hỏng, hỏng luôn rồi. Nhưng thật ra có gì đâu, những tâm hồn đẹp như những con thiên nga ơi. Chẳng lẽ mình đang đố các bạn mà lại lấy những hình ảnh đen tối láo nháo thì có mà các bậc phụ huynh oánh cho to đầu à? Sự thật là hai cô bạn mặc quần cộc để lộ cặp giò gần nhau thôi. Kẻ ranh giới thế này cho các bạn dễ tưởng tượng hơn nha. Ôi, giật cả mình. Cô dâu táo bạo nhất quả đất mà mình từng biết đấy mọi người ạ. Vừa xem vừa phải vận dụng IQ vô cực để đi tìm sự thật. Mình đảm bảo 100% các thánh tinh tường gáy to cũng phải nhìn đi nhìn lại mà chưa giải thích ra được. Thật là quá đáng, thợ ảnh nào mà lầy lội thế nhỉ? Đến cái lúc bạn hiểu ra thì có khi cũng hết giờ rồi ấy chứ. Cứ lú lú làm sao ý, hóa ra là như thế này các ông bà ạ. Thử thách càng tìm càng ẩn, bài kiểm tra mắt mới nhất khiến cả những người giải mã được những bức ảnh gây lú nhất hệ mặt trời bên trên cũng phải kéo căng cơ mắt, mà cũng chỉ 7% nhìn ra trong 10 giây thôi. Liệu bạn có vượt mặt được số người trong phần trăm ít ỏi đó không? Ui, có mỗi thế mà lo lắng hồi hộp quá đi mất các bạn ạ. Điểm khác duy nhất ở chỗ phần gương xe. Chắc 101% các anh em nhận ra luôn ấy chứ. Mà hôm nay mình làm sao ấy, bốn mắt nhìn mãi chẳng biết chỗ nào. Có phải hôm nay hình ảnh đét bun nhây bựa làm mình cười nãy giờ mất tập trung không ta? Không được, không được. Phải khô máu tập trung quay trở lại cái đường đua nóng bỏng này thôi. Ốc sên thử một lần chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ không. Thế mà cái đoạn gần khiến thiên hạ trầm trồ thì nó lại bị đứng hình mất 5 giây. Chẳng là nó có ý định leo lên cái cây cao 13m. Ban ngày leo được 3m, ban đêm lại bị tụt xuống 1m. Vậy phải mất bao nhiêu ngày ốc sên mới leo lên hết cây? Mất 3 ngày thôi. Ngày đầu tiên leo lên được 3m, tụt lại 2m, có nghĩa là đã leo được 1m. Ngày thứ hai tiếp tục như thế, thêm 1m nữa. Đến ngày thứ ba, nó lên được 3m cộng thêm 2m của 2 ngày hôm trước. Thế là nó đã được tự do. Ghê chưa, ghê chưa? Mình không phải nói quá chứ. Có lẽ khi bạn biết được đáp án của câu đố mẹo này, bạn sẽ muốn giận tím người, thậm chí là phát cáu vì một câu đố đi trái với tư duy logic thông thường này. Một người đàn ông lái một chiếc xe tải đi đến ngã tư, đèn đường không có, trăng cũng không. Một người đàn bà cũng đi qua ngã tư đó, nhưng người đàn ông không đâm phải bà ta. Tại sao lại như vậy?
Trước khi đến với đáp án gây bàng hoàng cả làng thì mình xin phép được thả nhẹ một chiếc thông báo kèm lời mời đến toàn thể 500 anh em đang theo dõi cũng như các fan cứng dựng đứng của Nhanh Trí. Tiệc kỷ niệm 100k sắp đang đến gần, chúng mình sẽ lộ diện để mời tất cả các bạn vào cuối cùng. Các bạn nhớ lót dép hóng và ủn mông chúng mình ra nhiều thử thách chất ngất khác nhé. Ok, có bạn nào đợi đáp án nãy giờ suýt nghẹt thở không? Một đáp án bá đạo trên từng hạt gạo và tưởng là vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục. Người đàn ông không đâm vào người đàn bà là bởi khi đó ban ngày thì không có đèn đường với trăng cũng đâu có sao đâu. 10% dân số thế giới khi mới sinh ra đã là thiên tài, 90% còn lại là chúng ta. Ơ, chẳng lẽ chúng ta chịu ngông nghếch ư? Còn lâu nhá. Mình tin chắc bạn chỉ cần thường xuyên tham gia những thử thách vừa học vừa chơi, kéo căng cơ não này, chúng mình sẽ cao thủ làm bá chủ luôn. Mải chém gió lại hết giờ bây giờ, tìm chữ Z trong số 7 đi nhở. Một chữ là say đắm, hai chữ là đắm say, ba chữ là ngất ngây, cả trăm chữ là lên luôn. Là lá la, chữ Z với số 7 na ná nhau cũng rất ra gì và này nọ đấy. Khó thế mà bạn cũng nhìn ra, quá đỉnh. Trời ơi, bão táp mưa xa, đòi hỏi bạn phải tập trung toàn lực bởi số 4 trong một đống chữ A không phải dạng vừa đâu. Hãy thử xem bạn và bạn bè của mình bẻ khóa được bức hình ẩn chứa bí mật này không nhé. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần A cơ. A đây rồi. Ca khó đỡ nhất trong loạt hình ảnh gây điên đảo cộng đồng người chơi hệ giải đố tìm còn chữ C trong toàn số 0, còn yêu cầu trí óc của bạn hoạt động mạnh hơn nữa cơ. Bạn nào có khả năng nhanh như chớp thì tung độc chiêu ra được rồi đó. Các người chơi hệ đẹp, có ai mà mình vừa đọc xong câu hỏi đã phát hiện ra luôn không? Comment luôn và ngay thể hiện cái sự xuất sắc đây đi, đỉnh thế còn ngại ngùng gì? Amazing good job, duy nhất một chữ C giữa hàng trăm số 0, mắt cứ đảo như giang lạc, hoạt động hết cả công suất, phê thật sự. Mà, bạn có bao giờ há hốc mồm miệng mỗi khi xem ảo thuật không nhở? Quen thuộc là trò kinh điển lôi thỏ ra từ mũi. Mặc dù ai cũng biết là không có phép thuật ma quái bí ẩn nào, nhưng tất cả đều không thể giải thích được. Bây giờ bạn có dịp bóc mẽ rồi đấy, liệu bạn làm được không? Bí thuật cuối cùng cũng được bật mí, ảo thuật gia thường hóa phép chiếc mũ để cho khán giả xem là không có gì trong đó, rồi chuẩn bị trước các dụng cụ như buộc bốn góc của cái khăn lại để tạo thành một cái túi và cho con thỏ vào bên trong, treo cái túi này vào một cái móc nằm ở phía bàn hướng về phía ảo thuật gia. Tất nhiên, chiếc túi đã được khăn trải bàn che kín khiến bạn và khán giả không thể nhìn thấy đâu. Sau một loạt hành động giả nhanh như cắt, luồn cái túi vào trong mũ, cuối cùng họ chỉ cần giả vờ như hóa phép để con thỏ xuất hiện bên trong mũ và tất nhiên ta-da! Khi bỏ mũ ra là chúng ta sẽ thấy con thỏ. Nghe sương sương có vẻ dễ đấy, nhưng mà để đạt cái trình đỉnh cao cũng cần một thời gian luyện tập toát mồ hôi đấy nha. Bạn nào có đam mê không, thả ngay một like ủn mông mình, sẽ bóc mẽ thêm các màn ảo thuật ảo ma nhất thế giới cho mà xem. Không ngoại trừ màn ảo thuật người bay này, chắc chắn cả 99% dân số thế giới khi xem đều phải trợn tròn mắt chữ A mồm chữ O, vỗ tay tán thưởng khi xem. Nhưng chẳng lẽ có chuyện không thể tin được đó xảy ra, chắc chắn họ có độc chiêu gì đó chăng? Ây sẩy, đập tan nghi ngờ hết tất cả chỉ bằng bí thuật này. Các nhà ảo thuật gia dùng một thủ thuật đánh lừa thị giác, chứ không mấy ai trong đó là có khả năng bay thật đâu các cao thủ suy diễn ơi. Cụ thể, để bay được, các nhà ảo thuật hờ sẽ ngồi trên một thiết bị đặc biệt. Nó có cấu trúc gồm một mặt đế nối với một thanh kim loại chắc chắn là cây gậy. Phần gậy này gắn thêm một mặt phẳng vừa phải, đủ ngồi hay nằm lên được. Tất nhiên là phải cẩn thận từng ly từng tí, những bộ quần áo rộng thùng thình khi họ mặc để biểu diễn cũng là công cụ che khuất mắt thiên hạ đấy. Hey, bạn muốn kiểm tra khả năng tư duy logic phi thường của mình không? Rất có thể bạn có chỉ số IQ chưa đến 100 nhưng trải qua vài câu đố logic nhức não mới toanh này của Nhanh Trí lại tăng lên vô cực luôn ấy chứ. Gợi ý, chuẩn bị giấy bút để tính sẽ dễ hơn. Có thể tạm dừng video để tính rồi tiếp tục cũng không sao. Ừng hết nước chấm luôn, đúng vừa hết thời gian thì mình tính ra luôn nè. Bạn nào dám solo đáp án không? Các bạn giải ra trong thời gian sớm nhất là bao nhiêu? Càng nhanh, càng chứng tỏ cái tầm học giỏi toán đỉnh chạm đáy nha. Dù hết hơi nhưng vẫn phải chơi, có công mài sắt, có ngày chai tay. À nhầm,
có ngày nên kim chứ. Qua sương sương một thử thách toán logic, bạn thấy thế nào? Đừng a cay hay tự cao nhé. Mỗi thử thách mỗi khác, khó nuốt hơn à nha. Được cái hình ảnh Tom và Jerry ưng cái bụng quá sáng, cũng vui vui. Tính xương xương đáp số bằng 30, chuẩn không cần sửa luôn. Mà các bạn nhớ xem lại hộ mình, biết đâu trong vài giây lú sai các bạn lại ném đá thì chết. Bạn phải vận dụng hết khả năng quan sát nhạy bén, tinh tường và nhanh nhạy của mình để tìm ra một lá bài bí ẩn nhất trong này. Cẩn thận, kẻo bị đánh lừa đấy. Wow, là một lá bài 10 rô, dễ ợt không à? Coi như là một thử thách nghỉ giải lao thôi. Bạn đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo, kiểm tra khả năng thánh soi của mình chưa? Nhân danh là người chơi hệ Gen Z, các cặp mắt siêu phẩm soi được cả crush từ 100m mà không nhìn ra được thì thất vọng nha. Mừng rớt nước mắt, cuối cùng cũng tìm được một điểm khác, duy nhất một điểm thôi, ở cái màu gà trên tóc của cậu bạn này. Hình trước thì có, hình sau thì biến mất tiêu à? Không liên quan, cơ mà cho mình hỏi tí, có bạn nào là fan của gia đình phép thuật này không? Về team mình đi, hôm nào rủ nhau cùng xem. Đố bạn biết, chú Tuần Lộc ngộ nghĩnh này trong phim nổi đinh nổi đám nào? Tìm ra điểm khác nhau đi, mình nói cho, quen lắm mà còn lâu mới nhớ ra. Các bạn nhớ ra chưa? Là phim Công Chúa Elsa đây. Bạn có đủ tỉnh táo tàu để nhận ra một chi tiết nhỏ xíu xiu xiu này không? Nếu có, chứng tỏ bạn có kỹ năng khá nhanh khá nguy hiểm đấy. Thế này thì làm sao mà con ruồi nào lọt qua mắt bạn được? Úi giời, đúng lúc, hãy dùng kỹ năng đầy mình thể hiện ngay tài làm thám tử, truy tìm kẻ bắt cóc của mình đi. Cả ba người này bị xếp vào dạng tình nghi đặc biệt, cảnh sát mới theo dõi ngầm thôi. Bởi trong tuần qua, thị trấn có hàng loạt vụ bắt cóc xảy ra, cảnh sát nghi ngờ họ mà vẫn chưa soi ra được điểm sơ hở nào. Các cao thủ ngầm đang theo dõi, có tìm ra được không? Giấu đầu hở đuôi, kỹ cỡ nào cũng không thoát khỏi được tầm mắt soi đại bang của các bậc thầy giải đố của nhanh trí đâu. Nghĩ gì? Cứ tỏ vẻ không đáng nghi mà để lộ hai bàn chân hay hai bàn tay đấy thì chỉ có bị xích thẳng lên phường thôi nhá. Mình mà là cảnh sát á, kết tội này cho kiến đốt xương mông cho chừa. Ai là người gặp nguy hiểm nhất? Chỉ bằng tài quan sát chi tiết của mình, bạn có nhận ra cô gái nào là người gặp nguy hiểm nhất không? Không phải nói quá chứ, có khi là thần chết gọi tên sớm nhất đấy. Ơi, đúng là cuộc sống mà, chắc chắn là không có gì chắc chắn cả. Đẹp chỉ để yêu, yêu kiều chỉ để ngắm. Không ai có thể ngờ rằng cô gái tóc vàng cầm hoa hồng đỏ nổi bần bật mà người yêu mới tặng lại kèm món quà nhức nách, một con rắn độc thế kia, xác định toang. Ai cũng biết, từ già trẻ gái trai lớn bé đều biết rằng thường xuyên luyện tập với các câu đố hóc búa, cả khiện não thì sẽ kích thích phản xạ nhanh nhẹn rồi dần trở nên thông minh hơn. Nhưng ít ai kiên nhẫn để tìm ra, nếu bạn còn ở đây và tinh quái tới mức tìm ra điểm sai thì thật đặc biệt. Điểm sai nhức nhối đó là con kangaroo đây này. Ở rừng nhiệt đới châu Phi không phải là nơi sinh sống của chuột túi đâu. Chuột túi ở tận Úc cơ mà. Một thông tin xuất sắc dành cho bạn nào yêu thế giới động vật nha. Hey, xin chào những người bạn Minion. Cứ nhìn thấy những người bạn này là mình lại nghĩ đến một nải chuối vàng ươm. Các fan đừng ném gạch đá nhé. Có các chi tiết siêu khó nhìn ra, e rằng mình sợ bạn không nhìn ra mất. Gợi ý, có tận 4 điểm cơ. Đúng chuẩn những thử thách về gần chùm cuối, xứng đáng thách thức cả những cao thủ cũng phải e dè. Mình tìm ra có 3 điểm khác ở đây thôi, còn một điểm nữa mà không tài nào nhìn ra được. Bạn nào tinh hơn tìm ra thì comment thông não cho mình với. Triệu hồi 500 anh em, chắc biết rõ cái này. Anh nào là người có gấu? Chắc các ông biết nhưng giấu kỹ không tiết lộ cho chị em biết với chứ gì. Các chị em tự tìm được. Cứ tưởng là anh chàng cute phô mai que mặc quần xanh biển, có cô người yêu sexy ở xa kia cơ. Hóa ra là anh chàng ngồi bên phải này, một đống đồ lỉnh kỉnh như mũ kính các kiểu con đà điểu này chắc của người yêu anh ấy. Những thiên tài và những người chú ý đến sự chi tiết sẽ ngay lập tức nhận ra tất cả sự khác biệt, dù chỉ là những khác biệt nhỏ nhất giữa hai hình ảnh. Gợi ý, có 2 điểm khác à nha.
Lúc đầu bạn nghĩ sẽ không thể nào nhìn ra, nhưng khi nhìn ra rồi lại thấy xuất sắc hết sảy con bà bảy phải không? Chúc mừng bạn, càng ngày càng có đôi mắt siêu phẩm nhé. Các bạn thấy video ngày hôm nay thế nào? Mình đảm bảo là sau video này, mọi thứ chi tiết nhỏ xíu hay những lỗi sai xung quanh bạn đều không thể lọt qua được đôi mắt tinh tường và phản xạ mỗi ngày một nhanh của bạn được. Đặc biệt, cái khả năng nhanh như chớp này mà áp dụng vào trong học tập thì vô đối luôn, thầy cô không cưng mới là lạ đấy. Chúc các bạn luôn học hết sức, chờ hết mình và đồng hành với nhanh trí nhé!